Hôm nay thì mời mọi người đến tam thác cùng em. Thác đủ dùng chữ trắng xóa cực đẹp này. Xin chào tất cả mọi người đến video tiếp theo của em nhá. Hôm nay thì em sẽ chinh phục quả thác là của Thác Mù mọi người ạ. Chỗ em là Thác Mù, còn nhiều chỗ gọi là Thác Thiên Thủy. Và xem cung đường nó đi khó khăn lắm mọi người nhá. Đường nó chỉ có tầm 80 phân thôi và rất dốc. Rồi đi cùng em thôi. Đường này toàn phải đi số 1, số 2 cả mọi người ạ. Đoạn đường này rất dốc mọi người, toàn là phải đi số 1 mà không muốn lên nổi luôn này này. Mọi người ơi, đoạn này thì rất dốc này mọi người này, cứ xem dốc kìa. Thì đoạn này phải đi số 1 và mò đi mọi người ơi. Đấy cực kỳ dốc luôn. Thì đường vào thác quá thì là vất vả lắm cho mình nha. Là dốc mọi người ạ, không có lên núi xuống đấy. Mọi người các bạn đi cực kỳ khó khăn mọi người ạ, đường chỉ có tầm 80 phân thôi mà nó có rất nhiều đoàn cua nào quất đâu mọi người ơi. Với đây mình tưởng kiểu như có khách người ta đi vào giờ chơi xong người ra đối diện với người cực kỳ hẹp đường này. Tổng có 80 phân thôi. Thì chắc một đoàn là đến nơi rồi mọi người ạ. Mọi người cùng đi theo em nha. Sau một đoạn đường dài và khó khăn để đến tới thác mọi người ơi. Mời mọi người tắm với em. Ở đây thì cực kỳ mát mọi người ơi. Em định tính bơi sang bên kia để chuẩn bị nháy này mọi người này. Dưới nước cũng kịch sâu mọi người nhá. Tầm sâu tầm 10 mét đấy, ở đây ấy. Em sẽ bơi ra hòn đá bên kia là xong em sẽ nhảy xuống cho nó khoái mọi người nha. Đấy, cùng em bơi sang đến nơi rồi. Đấy, chuẩn bị em nhảy mọi người nha. Nhảy không mình thích. Thác này chỗ em gọi là thác mù mọi người nha. Còn nhiều chỗ gọi là thác Thiên Thủy. Đấy. Thác này là đẹp là tắm mát cực kỳ luôn vì nước nguồn, nhưng mà mỗi cái tội là đường đi hơi khó mọi người ạ. Hôm nay trời dâm không nắng mấy mọi người ạ, nên là không có ai đi đâu, chứ bình thường có rất nhiều người thanh niên bạn trẻ vào tắm đấy. Thì bây giờ em chuẩn bị bơi sang chỗ vách cao cao rồi mình kìa, em nhảy xuống này. Đi tắm thác là phải nhảy mới thích người ạ. Nhưng mà đoạn này nó hơi trơn đây này. Em phải cố gắng lắm mới treo này mọi người này. Đoạn này là do nó trơn nên em bị ngã mọi người ạ, đấy. Rất nguy hiểm đi tắm thác là để ý mọi người. Nói có vấp ngã thì có đứng lên mọi người ạ. Thì em bây giờ em lại chuẩn bị treo lên này. Nó có cái trơn nên bây giờ trèo lên từ từ thì không sợ nó ngã này, té rớt chân tay ra. Chắc là sẽ cố gắng sẽ lên được thôi. Sắp lên tới nơi rồi mọi người, còn một chút nữa thôi. Được cái trơn này mọi người, rất chi cẩn thận này. Đấy, nó kiểu đá như tay mèo đó, với lại nó có nước chảy xung quanh năm ấy mọi người, nên nó cực kỳ trơn luôn, nên rén rén thôi. Đấy, bây giờ sau cuối cùng thì em lên đến nơi mọi người ạ. Đấy, giờ là em chuẩn bị nhảy này. Chuẩn bị nhảy xuống cho mọi người xem này. Cũng có cái cao mọi người nhá. Đấy. Những ngày hè nóng được mà được đi tắm thác thì cực kỳ thích mọi người nhỉ. Thì quê chỉ đi tắm thác thôi, còn mọi người thành phố thì được đi tắm biển. Đấy, nhưng mà tắm này nước sạch với lại mát cực kỳ luôn mọi người ấy. Đấy mọi người ạ, cực kỳ mát luôn, nước trong xanh luôn. Bơi cực kỳ thích mọi người nhá. Em bơi đang lại nhảy tiếp một lần nữa, nó thích mát luôn. Nếu mà nước đây tắm một lúc còn lạnh đấy mọi người ạ. Dù là trời nóng 40 độ C ở ngoài ấy, nhưng mà vào đến đây là kiểu cái thang ở trong giữa rừng ấy, nó cực kỳ mát rồi với nước nguồn nữa. Tắm tầm một lúc là lạnh luôn đấy, sảng khoái mọi người nha. Này em sẽ thử bơi sang chỗ nước đang rơi nhiều đấy mọi người nha, trắng đấy nhá. Bơi kỳ khó khăn mọi người ơi, vì nước nó rơi nó mạnh thì nó đẩy mình ra ấy. Đấy, xong một lúc bơi mình chán nơi này này. Tuy nước với lại nước nó đẩy ra với cực kỳ trơn đá này. Thì em ngồi đây đấy, sau thử niệm Phật mọi người nha, anh chín quá nha. Đấy, mọi người thấy cảnh đẹp không? Thác qua đây và niệm Phật này, mọi người ngắm thác cùng em nha. Thác trắng đủ kỳ đẹp rồi mọi người. Em còn đấy cái nghịch bọt này này, do sao thấy mọi người ơi, nên là bọt kỳ đẹp đấy, nhìn gần đấy, ngồi cực kỳ đẹp luôn. Nước đổ xuống này, bọt cực kỳ nhiều này. Mọi người thấy đẹp không? Người ngồi cạnh cạnh thác này. Mọi người cùng ngắm nghe một tí nha. Đấy mọi người, sau khi tắm tầm 30 phút thì lạnh rồi mọi người. Thì em chuẩn bị về đây. Thì mọi người thấy của video của em hay hoặc là thú vị thì mọi người nhớ nhấn chuông và cho em xin lượt đăng ký mọi người nha. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở clip sau. Lúc thì đi thì lên dốc mọi người ạ. Bây giờ về thì lại xuống dốc mạnh. Xuống dốc cũng phải vừa dầm thanh lại vừa để số 1 xuống mò mọi người ạ. Mà vẫn ghê ghê này này, cực kỳ dốc luôn. May còn đường bê tông không, nếu con đường đất thì chịu đấy mọi người. Mà mình cũng nên là cũng rất mọi người làm đường ấy mọi người, họ phải bế từng xô sỏi lên đổ đấy mọi người ạ.